Tập 6. Vivi vốn không thích xem mấy loại phim như vậy, ngủ quên cũng khó tránh. 6 giờ rưỡi sáng mai, đừng quên. Mà có việc à? Mai bọn mình có tiết, hay là tôi đưa cậu về? Không cần. Đại sư huynh, Pikachu, cậu tới muộn. Tôi chỉ tới muộn một chút. Ai bảo cậu chọn giờ sớm vậy? Cậu nhìn quần thâm của tôi đi. Mệt à? Chơi bóng rổ cho mình. Ai muốn chơi với cậu chứ? Điện cho mau lên, cất xong rồi đi đây. Pikachu, không phải cậu hỏng rồi chứ? Ai hỏng chứ? Hay là hôm khác đi, hôm nay tôi mệt quá. Đợi đã, lại làm gì nữa? Cậu cướp bóng của tôi được, hôm nay tôi để cậu đi. Ai muốn cướp bóng của cậu chứ? Đàn anh, mày Vivi, tỉnh điện trên người cậu cũng mạnh quá đó. Tôi đi trước. Bây giờ cậu gọi cho tôi làm gì thế? Anh Sung, đàn anh Phạm ở xã Đoàn là đồng hương của thành viên đội chúng ta. Tôi hẹn cậu ấy buổi chiều ở khu nghỉ ngơi. Tôi biết rồi. Tới rồi. Tôi nói, đồng đội của cậu mặt mũi cũng lớn nhỉ? Hôm nay có việc tìm tôi à? Anh Hưởng, không phải anh có khách sao? Bạn tôi cần xã Đoàn, nhờ anh ký tên. Ký tên à? Được. Nhưng mà cậu phải xin lỗi trước. Cổ họng cậu ấy không thoải mái. Hay là tôi xin lỗi hộ cậu ấy? Liên quan gì tới cậu chứ? Chúng ta chuyện nào ra chuyện đó. Con người tôi công tư rõ ràng. Xin lỗi đã được chữ ký. Con người tôi tính không tốt lắm. Nhớ chịu thiệt lại không được chữ ký. Một khi không cẩn thận. Anh Hướng, ngồi ngồi. Ý của anh Sung là hy vọng anh trực tiếp nói xem phải làm sao. Mọi người kết bạn. Kết bạn. Được. Dạo này xã Đoàn luôn không có nhà tài trợ, còn thiếu 20.000 tệ. Nghe nói nhà đàn em Mạch ở biệt thự gì đó. Chuyện này nhờ cậu cả. Anh như vậy không đúng quy tắc lắm. Có thể. Được. Chuyện này tôi giúp rồi. Chuyện của hai chúng ta cũng cho qua, được không? Vì vậy đàn anh biết từ lâu rồi. Lúc học phổ thông, có lần đi qua lớp em, nhìn thấy em lén lút sạc máy chơi game. Mà Tư Sung cũng biết. Cậu ấy biết, nhưng cậu ấy sẽ không nói với người khác. Vì cậu ấy thích em, nên đáng để tin tưởng vậy sao? Là em không cẩn thận chăm điện cậu ấy. Điện của em sẽ gây ra cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy cậu ấy, dù sao cậu ấy tỉnh rồi, cũng hiểu rõ chuyện này rồi. Vì vậy lúc học phổ thông, họ đều hiểu nhầm em vậy sao? Nhưng mà không sao, đã qua rồi. Đàn anh còn có việc nhỉ?
Bận như vậy, em còn có việc, về trước nhé. Đàn anh tạm biệt. Cậu cứ nói thật với đàn anh sao? Anh ấy biết từ lâu rồi, quan tâm vậy à? Lúc trước tôi học cùng trung học với anh ấy là đàn anh của tôi, nhưng mà không còn gặp lại nữa. Cậu nói, có phải chỉ có cậu nghĩ mình giấu tốt không? Thực ra cả thế giới đều biết cậu là Pikachu rồi. Được rồi, cậu nghĩ là ai cũng như cậu, tuyên truyền khắp nơi chuyện tôi dẫn điện. Yên tâm, tôi không nói với người khác. Có ai biết, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nếu có ai bắt nạt cậu, tôi sẽ bắt nạt lại. Ai với cậu chứ? Làm gì thế? Các cậu ngủ chưa? Chưa. Chưa ngủ. Mình có chuyện muốn hỏi hai cậu. Nhiều năm về trước, mình có chút xích mích với một đàn anh. Gần đây đã gặp lại. Mình không biết nên dùng thái độ nào để đối diện với anh ấy. Vivi, phương diện này mình không rành lắm. Cậu có thích anh ta không? Không thích. Nếu đã không thích thì nói rõ với người ta. Chuyện này để càng lâu càng rắc rối, đến lúc đó cậu càng không biết mở miệng ra sao. Nào, mà uống đi. Mẹ, sao mẹ vào phòng không gõ cửa chứ? Con về nhà cũng không nói mẹ biết đó thôi. Mẹ hỏi này, đầu gối có đau không? Không sao, mẹ yên tâm đi. Mà uống đi nhé. Mẹ, hay là mẹ dạy con xem sổ sách đi. Khoảng thời gian trước, con nghi chủ tịch của hội con tham ô tiền, vậy nên nhờ bạn cùng phòng trộm một bản sổ sách. Con không biết xem, mẹ giúp con với. Con mẹ thích lo chuyện bao đồng như thế từ khi nào? Có phải liên quan tới Vivi không? Bởi vì là làm việc chính nghĩa. À, là vậy sao? Con tự học đi. Mẹ. Phải, mẹ nói mà. Còn lừa mẹ. Mạch Tư Sung, cậu sao vậy? Cậu bơi cái kiểu gì vậy? Nhìn gồm mắt của cậu đi. Tối qua đã làm gì? Kế hoạch nghỉ ngơi luyện tập tôi bày cho cậu đều coi như gió thoảng bên tai rồi. Báo cáo huấn luyện viên. Tối qua anh Sung không về phòng. Nghịch, còn nghịch ở đây. Đều không lên gì có tinh thần. Hai cậu hôm nay 20 vòng không bơi hết, không được ăn cơm. Huấn luyện viên, liên quan gì đến em? Em bơi. Bơi được chưa? Anh Duệ, huấn luyện viên phạt bọn em bơi cùng làm gì? Anh bơi không bằng anh Sung, phải cố gắng hơn chút. Anh Sung, sao lại bảo em đi tra sổ sách của hội? Đàn anh Phạm có vấn đề gì sao? Tối qua tôi và mẹ nghiên cứu cả đêm. Phạm Tăng Hưởng đó chắc chắn là đã động vào tiền của hội sinh viên. Tối qua không ngủ là để tra cái này à? Nhưng cũng đúng thật, đàn anh Phạm đó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đàn anh Phạm có vấn đề gì sao? Đòi tiền anh à? Hắn gây hại cho lợi ích tập thể tôi nhịn được. Trượng nghĩa quá. Chẳng phải đâu, anh Sung là vì phụ nữ. Cô Mỹ Linh, phiền cô đóng dấu cho bọn em. Cái này không được. Phải đi tìm chủ hội sinh viên ký tên đã. Bên đó ký xong cô mới đóng dấu được. Cô giúp bọn em đi. Bên hội bọn em đã tìm rồi. Vậy thì đi tìm tiếp đi. Trao đổi và điều chỉnh với họ. Cô đã trao quyền cho hội sinh viên rồi. Nhưng bọn em đã trao đổi. Được rồi. Nếu không có vấn đề gì, cô còn có tiếp.
Làm sao đây? Không sao, mình đi tìm chủ tịch hội đó lần nữa. Giao cho mình. Sang phải chút, lệch rồi. Chào đàn anh, để em giúp một tay nhé. Hai người sao vậy? Chút chuyện này cũng chẳng xong. Chuyện đó là em sai. Hay là rùi từ đâu đến nhỉ? Kêu ve ve cả, đuổi cho anh. Hai anh mau duyệt cho tôi đi. Tôi cũng không muốn. Dán xong rồi đi nào. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Không phải, làm cái gì đó. Xin lỗi đàn anh. Anh không sao chứ? Tay tay. Không sao, em có bị phỏng không? Không có. Anh không sao chứ? Không sao, không sao hết. Em không sao là được, tạm biệt. Ai bảo anh bắt nạt Mai Vivi? Mai Vivi ngốc, kém chết đi mất. Đúng thật là Lý Đại Tây. Ban nãy cậu cố ý sao? Liên quan cũng không lạ. Ánh mắt đàn anh bốn mắt đó nhìn cậu, tôi nhìn còn muốn đấm. Nhưng sao cậu lại cứng như anh ta thế? Lẽ nào cũng giống như anh Sung? Vì chị Vi. Mạch Tư Sung sao vậy? Tên đàn anh bốn mắt đó vì chuyện hội sinh viên bắt nạt chị Vi. Anh Sung đã bắt đầu hành động rồi. Người đàn ông đang yêu, không phải đợi chút. Mai Vi Vi muốn lập hội, cậu cùng phòng mà không biết sao? Được lắm. Lý Đại Tây, cậu chưa ăn cơm đúng chứ? Đi, tôi đưa cậu đi ăn. Không ăn, giảm cân. Chị Vi, cậu và Lý Đại Tây rốt cuộc sao rồi? Hôm nay cô ấy còn giúp cậu xả giận. Như tên biến thái theo đuôi tên bốn mắt đó, chỉ để tạt một cốc nước vào hắn. Hai người mau làm quà đi, tôi thấy cô ấy rất buồn. Vivi, Vũ Ân, cậu ở đây à? Tôi muốn đặt một bánh kem dâu tặng người khác. Được, vậy cậu để lại số điện thoại và tên người nhận. Được. Đưa tôi. Chuyện gì? Cậu tới quảng trường Avatar một chuyến. Mẹ, mẹ xem bức tranh tường này. Đây cũng là chủ tịch liên đoàn làm đấy. Phí tốn có lẽ không cao. Con xem mẹ là Baidu để tra đấy à? Xem thì rất rẻ. Loại sơn acrylic này không đắt. Mạch Tư Sung, lén lút làm gì thế? Dù sao cũng là làm chuyện lớn gì cậu. Nhưng mà cậu không cần biết ơn tôi. Cậu gọi tôi ra làm gì? Đúng rồi, cái này tặng cậu. Sao cậu mua được cái này thế? Cái này ở gần trường không có đâu. Đừng quan tâm sao tôi mua được. Thử đi. Cảm ơn nhé. Cậu nhìn tôi làm gì? Không có. Cậu cũng muốn uống trà sữa. Ai muốn uống trà sữa chứ? Trà sữa này vừa thơm vừa ngọt vừa ngon. Nhưng có vài người là vận động viên không uống được. Cậu ấy uống rồi mà dội ra sân thì phải làm sao? Uống mà thành tích hạ xuống thì phải làm sao? Tôi uống rồi đấy, làm sao? Mạch Tư Sung tôi hôm nay cho cậu xem, uống trà sữa cũng phá kỷ lục như vậy. Sao cậu không mở nắp? Cậu làm thế sao tôi uống? Vivi, sau này cậu muốn uống trà sữa có thể tự mình mua không? Đừng có uống của tôi. Sao cậu còn ăn cái thứ có vị sầu riêng kỳ quái này thế?
Cậu quản tôi à? Tôi sai rồi, cậu không được sao? Sợ cậu rồi. Biết sai là tốt. Sau này không có chuyện bớt tìm tôi. Bận lắm. Sao không thể tới tìm cậu? Lẽ nào chúng ta không thể xem là bạn bè? Bạn bè. Nhưng chúng ta ăn, chơi đều không giống nhau. Sao có thể là bạn chứ? Bây giờ coi như được rồi chứ? Cậu nói coi được là được. Được. Vậy lần sau phải uống trà sữa với tôi nhé. Đi đây. Chào cô. Tôi tới lấy bánh kem. Được, xin đợi chút. Bánh kem của cô. Cảm ơn. Tôi có thể hỏi là ai đặt cho tôi không? Xin lỗi, đối phương không để lại thông tin gì. Loại bánh kem này rất ngon. Đinh Nhất, còn tặng bánh kem cho con gái, rất lỗi thời. Nhưng nể tình cậu lấy lòng tôi, tiểu thư đây sẽ nhận lấy. Không phải cậu. Cậu đợi chút, tôi lấy lòng cậu cái gì? Bánh kem này lẽ nào không phải cậu đặt cho tôi sao? Tôi, Đinh Nhất, mua bánh kem cho cậu. Dựa vào đâu? Bánh kem không ngon hay sao mà tôi mua cho cậu? Cậu đấy đừng diễn ở đây với tôi. Tôi biết. Bây giờ trong mắt cậu chắc chắn vừa mộng mão vừa tốt đẹp. Tôi khuyên cậu vẫn nên kiềm chế chút. Tôi nói này Lý Đại Tây, sao cậu vừa mở miệng là bắt đầu còn mộng mão? Tôi thấy cậu ngủ nhiều quá rồi đấy. Cậu, theo tôi thấy, bánh kem này chính là cậu mua, muốn gài bẫy tôi. Tôi không mắc lừa đâu. Đại Tây, cậu tới lấy bánh kem mà. Vũ Hân, bánh kem này tôi không cần nữa, cậu giúp đi. Cậu vẫn giận Mai Vivi sao? Bánh kem cậu ấy cũng đòi dứt à? Cậu xem cậu ấy cả ngày trong ký túc xá thở ngắn than dài. Hai người mau làm lành đi. Bánh kem này là Vivi mua cho tôi. Đúng vậy. Cậu muốn dứt không? Dứt gì mà dứt. Mất mặt quá rồi. Nè, bánh kem. Đàn anh, xong rồi. Xin lỗi, không để ý. Lại rơi xuống đất rồi. Hay là em quét lại đi. Đàn anh, trường học cho anh làm chức chủ tịch liên đoàn là để anh phục vụ mọi người. Không phải cho anh lý do để làm quay làm phúc còn tự mình kiếm niềm vui đâu. Còn tới lượt cô quản tôi. Cô có ý gì? Cậu có ý gì? Đàn anh. Mai Vivi, cô giống như bên ngoài đồn thổi. Bao nhiêu người con trai giúp cô chống đỡ như vậy. Chủ tịch tiền nhiệm học sinh cũng đến rồi. Cậu chính là Phạm Tăng Hưởng. Cậu cảm thấy cậu như vậy còn có thể ở đây bao lâu? Một chủ tịch tiền nhiệm có thể quản đến cả liên minh của chúng tôi. Chuyện của cậu tôi không quản, nhưng chuyện của cô ấy tôi sẽ quản. Được. Mọi người đợi đấy. Vivi, em nổi giận với cậu ta làm gì? Không đáng. Không sao, con người anh ta chính là vậy. Em đã quen rồi. Vị dứa mà em thích nhất. Cảm ơn anh. Chút nữa em rảnh không? Anh nói chút nữa không có chuyện gì cùng anh đi thư viện. Được, đi thôi. Cô giáo Khương Linh, cô xem cái này một chút. Đây là gì? Đây là sổ liên minh ngày trước em biên soạn. Sao lại có một khoản nợ?
Trường học là nơi để học sinh đến học tập. Bọn họ sao lại dám thành tối tâm rối loạn như vậy? Em cũng không ngờ hội trưởng liên minh này lại làm ra chuyện như vậy. Mạch Tư Xung, cảm ơn em đã phản ánh tình hình này cho tôi. Tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Alo Vivi, tôi có một tin tốt muốn nói. Tư Xung, tôi là Bành Phái. Vivi ngủ rồi. Hay là tôi... Học trưởng, hôm nay cảm ơn anh. Em về ngủ đây. Đợi chút. Cái này... Đàn anh đã giúp em. Mở ra xem trước đi. Đây là anh đặc biệt mua. Cũng không biết em có thích không. Thực ra hồi cấp 3 anh đã mua một chiếc, nhưng làm mất không thể tặng được. Không dễ gì mới kiếm được một cái cùng màu. Cũng coi như mất đi lại có được. Mai Vivi, sao cậu ở đây vậy? Đợi cậu. Chờ tới mức tôi sắp ngủ quên rồi. Pikachu, đến lượt cậu. Gặp tôi. Gặp cậu. Đúng, đến giờ rồi. Đàn anh, hai bọn em còn có việc. Em đi trước đây. Hôm nay cậu với Bành Phái đi đâu vậy? Sao anh ấy nói cậu ngủ rồi? Đi thư viện. Không cẩn thận buồn ngủ liền ngủ mất. Thư viện. Cậu không có nói anh ta chuyện của tôi chứ? Bí mật của cậu sao mình có thể nói với người khác? Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cái tên bốn mắt kia. Sao? Trả cho tôi. Cậu có trẻ con quá không? Trả tôi, tôi không trả. Đàn anh Bình Phái không có nhỏ nhen như cậu đâu. Cậu trưởng thành chút được không? Bên ngoài mưa rồi sao? Đàn anh Bình Phái không có nhỏ mọn như cậu. Cậu trưởng thành chút có được không? Cậu đang làm gì vậy? Chỗ ngày trước cậu từng bị thương là chỗ đầu gối đúng không? Sao cậu biết? Tôi vì cứu một đứa trẻ xảy ra chút sự cố. Cậu còn có bí mật gì sao? Thật ra cũng không nói gì là bí mật. Tôi đã dùng điện cứu một người. Từ đó về sau cảm thấy có điện thật ra cũng rất ngầu.